chào mừng tất cả anh em đến tới Thông Bay Lock, kênh giải trí. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ. Một con số không hề nhỏ, một con số thật sự là kinh khủng. Nhìn thầy chạy trốn đi lòng vòng mà nhìn rất là tội cho thầy luôn á cả nhà ơi. Hiện tại bây giờ là thầy đang kiếm chỗ để nghỉ ngơi và thầy khuyên bà con á nên đi về nhà và hãy trả lại sự yên tĩnh cũng như là tập trung nơi đông người đó cả nhà. Nhưng mà thầy nói thì cũng là bất lực và hầu như là không biết làm điều gì khác nữa. Ngoài cái sự việc là phải đi chạy trốn lòng vòng nhìn thầy rất là tội cả nhà ơi. Đó cậu thầy bằng cậu đi đi. Thầy chọn lối đi đi rồi cả nhà ơi. Thầy chọn lối đi riêng rồi cả nhà ơi. Để thầy nghĩ người đây mình ngồi mình coi ngon hơn. Bà người ơi đi, ngồi xuống đây. Bà con không nghe lời gì hết. Mình ngồi nghỉ đi rồi, để thầy nghỉ rồi mình ngồi mình ngắm thầy. Thầy nghỉ đi. Thầy đi là mệt lắm đó. Dừng lại bà con ơi, dừng lại dừng lại. Cho thầy gì rồi đây. Bà con ơi, dừng lại đi. Bà đi. Bà con ơi, đi luôn rồi đó. Mọi người ý thức đi, mình sơ xa đi. Đó trời luôn rồi. Mấy anh công an dàn xếp hết nổi bà con mình luôn rồi cả nhà ơi. Biết rồi. Rồi thầy đi xuống rồi mọi người. Cho thầy nghỉ đi không? Cho thầy nghỉ đi mọi người. Quá trời luôn à. Hình như là thầy đi tiếp tục quá. Thầy không dừng lại rồi mọi người. Hình như là thầy đi tiếp tục quá. Dừng lại rồi được cái này. Dừng lại rồi. Ngồi đi. Thôi có trách nhiệm. Thầy đi tiếp rồi mọi người ơi. Cùng nhìn thầy mọi người. Cùng nhìn thầy mọi người ơi. Thầy giờ phải đi tiếp rồi mọi người. Thầy đi tiếp rồi mọi người ơi. Cắt biết rồi mọi người ơi.
quá trời rồi, không thể nào kiểm soát được con số này luôn rồi. Bây giờ giữ cái anh công an phía trước là dàn xếp cũng không lợi luôn rồi. Thầy năn nỉ kêu mọi người dừng lại cho thầy nghỉ ngơi mà cũng không được luôn. Không dừng lại luôn. Cũng không được luôn mọi người. Mọi người ơi, mọi người dừng lại cho thầy nghỉ đi mọi người. Đó, trời ơi. Đi đi. Thầy có chỗ à. Mẹ con đi cho thầy đi dạy xin cây. Đi ra thành phố. Đi ra thành phố. Đi ra thành phố. Anh ra ghi 3 đồng tiền từ bé rồi, phải thì đầu tiên rồi. Này, cháu dám rồi trong đây này. Biết rồi, mở đặng luôn rồi. Quá trời lắm mọi người. Thôi Vũ đi chở ra nha mọi người. Thầy giờ cũng có sự yên tĩnh và nghỉ ngơi rồi. Chặt cứng ngã ba đường. Ở ba đường chặt cứng lên đây nè. Thầy chạy thầy trốn luôn á nhà, rất là tội luôn á nhà. Thầy thấy quá trời rồi nên là thầy không thể nào thầy ngồi yên được, thầy trốn mà thầy chạy thì đi lòng vòng nhìn rất là tội luôn mọi người. Thì đó anh đang đứng nhà dân coi cái tổng vô nè. Thank you.